Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quang Thế Web. Đây là video tập 7 trong bộ series Bảo mật WordPress của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách thức mới để chúng ta biết cách tạo ra cái nút là tôi không phải là người máy như thế này, hay còn gọi là reCAPTCHA Google. Thì trước khi gửi bình luận hay là gửi một cái thông tin nào đó vào một cái form contact form 7 hay là bất kỳ cái form nào mà chúng ta sử dụng trên website WordPress, thì khách hàng phải check vào đây. Vì sao chúng ta phải làm việc này? Làm việc này để tránh tình trạng một số thành phần lợi dụng spam vào website của chúng ta. Do đó đây là một trong những việc chống spam rất là tốt mà Google đã tạo ra, thì các bạn nên ứng dụng và đưa vào website của mình. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này là cho cái form đặt hàng của khách, hai là những cái form gửi bình luận, ba là một số cái form đăng ký user hoặc là đăng nhập thôi các bạn, để chúng ta chống được spam tốt. Vậy làm thế nào thì thế cùng các bạn đi tìm hiểu và chúng ta bắt tay vào thực hiện nhé. Rồi, để thực hiện được chức năng này thì các bạn vào cài giúp mình một cái login có tên là NoCAPTCHA reCAPTCHA. Thì cái link cài đặt mình sẽ để bên dưới nha các bạn. Các bạn bấm vào, chúng ta tải và cài đặt cái login này về. Sau khi tải và cài đặt, các bạn kích hoạt lên giúp mình nha. Rồi, ở đây mình đã cài đặt và kích hoạt lên ha. Sau khi mà các bạn kích hoạt thì chúng ta di chuyển vào cái phần cài đặt, nó sẽ hiển thị ra một cái phần nữa là No reCAPTCHA, thì các bạn bấm vào giúp mình. Sau khi các bạn bấm vào thì nó sẽ hiển thị ra một cái form như thế này ha. Thì chúng ta thấy ở đây là size key và series key. Các bạn thấy được một cái chữ here ở đây ha. Rồi các bạn bấm vào giúp mình. Rồi nó sẽ đẩy các bạn qua một cái trang như thế này ha. Chúng ta bấm vào cái chữ là admin console. Các bạn lưu ý là chúng ta đang nhập Gmail rồi nha. Ok. Sau khi nó đẩy qua đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút dấu cộng này ha. Đầu tiên mình sẽ chuyển qua ngôn ngữ tiếng Anh cho dễ nhìn. Trong cái phần label này các bạn đặt một cái tên để dễ gợi nhớ ha. Mình sẽ đặt là reCAPTCHA VangTheWeb.com. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái loại cho nó là version 2. Rồi, trong đây nó có ba cái mục lựa chọn, thì các bạn chọn giúp mình là I am not a robot chatbot nha. Các bạn check vào đây ha. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái tên miền của mình cần cài đặt vào đây. Bước tiếp theo thì các bạn bấm vào cái nút accept này ha. Các bạn đồng ý với các điều khoản và điều lệ của nó. Sau đó chúng ta bấm vào cái chữ to send. Rồi, bây giờ nó sẽ hiển thị ra hai cái mã, một là cái size key và cái the series key. Thì việc của các bạn là chỉ copy hai thằng này bỏ vào bên kia là ok. Các bạn quay ra đây, các bạn nhập cái size key vào. Rồi qua đây mình sẽ copy phần này ha. Các bạn bỏ vào đây. Sau đó chúng ta bấm lưu lại. Ok, thì các bạn di chuyển xuống đây nha. Chúng ta sẽ có 3 phần. Thứ nhất là login form, registry form và comment form. Tức là cái form này là form đăng nhập nha các bạn. Form này là form đăng ký. Rồi cái form này là form bình luận. Nếu các bạn muốn sử dụng cho cả 3 form này thì các bạn check vào ha. Còn trường hợp bạn nào không muốn sử dụng thì chúng ta tắt đi như thế này. Rồi ok, ở đây mình sẽ để cả 3 nha. Rồi sau đó chúng ta bấm vào Save Channel. Tiếp theo các bạn di chuyển tới phần General ha. Ở trong đây nó có hai loại giao diện, thứ nhất là Light và Dark ha. Thứ nhất là Light là cái sáng, còn Dark là màu tối. Rồi ở đây mình sẽ chọn Light ha. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào cái phần Language ha. Ở đây các bạn muốn chọn tiếng Anh hoặc là tiếng Việt thì chọn vào đây ha. Ở đây mình sẽ chọn tiếng Việt. Sau đó trong cái phần Error này thì các bạn sửa lại thành cái chữ là vui lòng xác nhận hoặc là một cái tên gì đó ha. Khi mà khách hàng nhập vào site thì chúng ta sẽ hiển thị ra cái thông tin là vui lòng xác nhận. Rồi sau đó các bạn bấm lưu lại giúp mình. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử nha. Bây giờ mình sẽ truy cập vào trang đăng nhập nè. Thì các bạn thấy rằng trước đây chúng ta chỉ có cái user và password thôi, nhưng mà bây giờ nó phải bắt chúng ta check vào đây. Thì bây giờ mình bấm vào chữ đăng nhập thử nha. Thì các bạn thấy là nó không chấp nhận đúng không? Rồi ở đây mình sẽ để như vậy, mình nhập user, nhập password luôn. Rồi chúng ta sẽ bấm đăng nhập. Rồi nó cũng không chấp nhận, nó báo ra cái lỗi error là vui lòng xác nhận, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập đầy đủ nha. Rồi nhập user, nhập password thì nó sẽ hiển thị ra một cái form cho chúng ta chọn lựa đúng cái thông tin ở đây ha. Rồi mình sẽ chọn ha, xe hơi. Sau đó chúng ta bấm vào xác minh. Rồi các bạn bấm vào cái nút đăng nhập. Như vậy thì chúng ta mới truy cập vào cái trang admin bên trong được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi kiểm tra qua cái phần bài viết. Thì các bạn thấy rằng khi mà
khách hàng muốn bình luận cái website của chúng ta thì họ phải để lại cái comment ha, tức là cái nội dung tên, email, rồi thông tin website, sau đó phải check vào cái nút tôi không phải là người máy như thế này. Rồi nó sẽ hiển thị ra một cái thông tin tương tự như bên kia nha các bạn. Rồi chúng ta nhập vào thì mới gửi bình luận đi được. Trường hợp các bạn muốn sử dụng reCAPTCHA cho Contact Form 7 thì các bạn cài giúp mình một cái login là reCAPTCHA V2 for Contact Form 7 nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ cài đặt, rồi mình kích hoạt lên luôn để mình demo cho các bạn xem. Ở đây khi mà các bạn cài cái phần này vào thành công rồi thì các bạn thấy rằng trong cái Contact Form 7 của chúng ta nó sẽ hiển thị ra cái phần là reCAPTCHA version, các bạn bấm vào giúp mình. Rồi ở đây nó kêu chúng ta lựa chọn thì các bạn bấm vào cái nút này nha. Chúng ta sẽ chọn vào reCAPTCHA version 2. Tiếp theo, cái phần sụt này thì chúng ta chọn là google.com. Sau đó các bạn bấm vào cái nút submit. Ok, sau khi chúng ta bấm vào cái nút submit như thế này thì bây giờ mình sẽ tạo một cái form mới. Ok, khi chúng ta bấm tạo một cái form mới, chúng ta đặt cái tên ha. Rồi các bạn thấy rằng á, trong cái phần này nó sẽ hiển thị ra một cái nút nữa là reCAPTCHA. Nếu các bạn muốn đặt cái cuối cùng thì di chuyển con chuột vào đây ha. Rồi chúng ta bấm vào reCAPTCHA. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái size cho nó. Ở đây mình sẽ chọn normal ha. Rồi cái giao diện là chúng ta chọn giao diện màu sáng. Align thì chúng ta muốn sắp xếp nó nằm ở đâu, bên trái, chính giữa và bên phải. Ở đây mình sẽ cho nó hiển thị bên trái nha. Rồi mấy phần còn lại các bạn cứ để mặc định nha. Sau đó chúng ta bấm vào Insert Tab. Ok, bây giờ mình sẽ lưu lại. Rồi, các bạn muốn sử dụng cái Contact Form 7 này thì chúng ta copy cái shortcut ở đây ha. Ví dụ mình muốn chèn vào một cái bài viết ở bất kỳ đây, mình thêm một cái bài viết. Rồi, mình sẽ đặt tiêu đề nó là Test reCAPTCHA. Rồi, mình sẽ đặt tên một cái bài viết là Test reCAPTCHA ha. Sau đó chúng ta bắt cái shortcut vừa copy vào đây. Các bạn bấm vào công bố, đăng lên. Rồi mình sẽ xem thử cái bài viết này nha. Các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta đã có một cái form vừa đầy đủ những thông tin và sau đó nó sẽ xuất hiện thêm một cái nút reCAPTCHA ở đây nữa. Ok, video này mình xin kết thúc ở đây. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn. Và các bạn đừng quên bấm vào kênh đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ những video hữu ích nào về website WordPress cũng như digital marketing mà mình chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.